Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh trong năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Nhâm Dần nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc hành thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong năm Nhâm Dần, để nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thái tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Nhâm Dần hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Nhâm Dần trong năm 2022. Các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có mệnh kim bạch kim, là những người thích yên tĩnh và có cuộc sống gia đình đầm ấm, yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ mệnh tuổi Nhâm Dần thường tính cách rất nhiệt tình, song nam mệnh lại có phần khác biệt, trong nóng, ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính, do dự không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Trái lại, nữ mệnh là những người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Trong năm 2022, về địa chi, Dần gặp Dần là bình hòa. Tuy nhiên, các bác tuổi Nhâm Dần chớ nên coi thường sức mạnh của thái tuế. Còn về thiên can của các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong năm 2022, có Nhâm Dương Thủy, gặp Nhâm Dương Thủy là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong năm này, các bác tuổi Nhâm Dần cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em, bạn bè hoặc người thân quanh mình. Các bác cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của các bác đang tiến hành. Ngoài ra, các bác cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao và tránh quá xa đà vào công việc, khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Tháng may mắn trong năm 2022 của các bác tuổi Nhâm Dần là tháng 5 và tháng 9 âm lịch. Xem tử vi năm của các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cho thấy tuổi hợp đó là tuổi Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Mậu Tuất 1958, Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982, Nhâm Thân 1992, Canh Thân 1980 và Mậu Thân 1968. Trong năm 2022, các bác trai tuổi Nhâm Dần gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân, trông coi. Kế đô là sao tam cửu khóc, bi ai, mang đến sự buồn khổ, chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ mệnh. Chính vì thế, năm này bị sao kế đô chiếu mệnh sẽ xem như năm đó bị xấu.
đặc biệt ảnh hưởng rất xấu đến phái nữ. Riêng những người có thai, sinh đẻ khi gặp hạn sau này thường ít bị ảnh hưởng. Ngoài ra khi gặp hạn sau này, ngư sự thường khó khăn, thành ít, bại nhiều. Tuy nhiên, nữ giới thường kỵ nhiều hơn nam giới, cần chú ý tháng 3, tháng 9 âm lịch. Tuy nhiên, các bác gái tuổi Nhâm Dần trong năm này lại may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương thuộc hệ thống Cửu Diệu và đó là một cát tinh chủ về phú quý. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ giúp làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan, tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách, lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6, tháng 10 âm lịch, là hai tháng đại cát. Ngoài ra, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ nghênh sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng nghênh sao giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là những mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Để có thể đăng ký tham gia nghi lễ nghênh sao giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy. Trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Nhâm Dần hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy và được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, các bác tuổi Nhâm Dần trong năm 2022 cần cẩn trọng và chú ý trong tháng Bính Thân, tức tháng 7 âm lịch, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ Nhâm Dần. Do những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, hóa giải những thị phi không đâu ập tới. Và những ngày mệnh chủ tuyệt đối cũng không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, các bác Nhâm Dần không nên tiến hành những công việc quan trọng, trọng đại trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Nhâm Dần trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp của các bác tuổi Nhâm Dần sẽ vẫn còn kéo dài thêm trong năm 2022, nhất là khi các bác đã ở một vị trí quan trọng hoặc chuẩn bị nghỉ hưu. Cho dù các bác tiếp tục làm việc hay nghỉ hưu, nó sẽ không ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của các bác vào năm 2022. Uy tín của các bác sẽ được duy trì trong năm tới và sự nghiệp vẫn ở trong trạng thái ổn định, mặc dù sẽ có ít tiến triển. Ngoài ra, để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Nhâm Dần, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Do sự suy giảm may mắn về tài chính, các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có thể bị hao hụt tài chính khi chi tiêu tăng lên. Các vấn đề về thể chất khác nhau sẽ khiến các bác tốn rất nhiều chi phí cho việc chữa trị, điều trị sức khỏe. Mặc dù các thành viên gia đình và bạn bè sẵn sàng giúp các bác vượt qua những khó khăn, nhưng do các bác cảm thấy phiền khi nhận các yêu cầu giúp đỡ hoặc chấp nhận những món quà đó. Thầy Gia Cát khuyên các bác đừng lúc nào cũng cho mình là đúng, cần phải lắng nghe, tiếp thu có chọn lọc ý kiến của những người xung quanh. Chủ động là tốt, nhưng đừng tự tung, tự tác, làm gì cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng. Ngoài ra, thầy Gia Cát còn khuyên các bác tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp các bác khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc và may mắn. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại may mắn, bình an cho các bác trong năm 2022.
Thứ ba, về mặt tình cảm xa đạo. Phương diện tình cảm của các bác tuổi Nhâm Dần năm 2022 không thật sự khởi sắc. Các bác sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình, mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Các bác nên thư giãn để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Các bác đã sống quá nửa cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính mình. Ngoài ra, ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh các bác giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bác đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, các bác cũng cần lắng nghe tâm tư của người đó để mối quan hệ của hai người được tốt đẹp. Đồng thời, các bác đừng áp đặt quan điểm cá nhân mà bắt họ phải nghe theo mình. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Năm 2022, các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ có sức khỏe kém, cần phải cẩn thận. Năm tuổi sẽ dẫn đến kém may mắn, đặc biệt là về sức khỏe, đó sẽ là mối quan tâm cho cả năm. Trong năm, có xu hướng chịu nhiều loại bệnh, đặc biệt có thể là khi các bác tham gia các hoạt động hoặc chấn thương cũ tái phát. Ngoài ra, trong năm thái tuế, lưu niên là Dần, thầy Gia Cát khuyên các bác nên hạn chế những nơi vui chơi giải trí kém lành mạnh, cũng nên hạn chế uống rượu bia, nếu không sẽ vì mất tỉnh táo mà phạm sai lầm, gây tai họa và tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Đặc biệt, các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Nhâm Dần sinh năm 1962. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong năm 2022 theo sao hạn để hiểu rõ hơn. Cả bác trai và bác gái tuổi Nhâm Dần trong năm nay sẽ gặp phải hạn địa võng. Người xưa thường có câu, địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày ra. Có nghĩa là khi nào gặp phải hạn này sẽ có nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, cũng gặp nhiều rắc rối, thị phi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, muôn đời mang tiếng xấu. Điều này khiến tâm trạng của mệnh chủ gặp hạn trở nên đau buồn. Điều này khiến tâm trạng mệnh chủ gặp hạn trở nên đau buồn, phiền lòng. Địa võng còn là hạn xấu chủ về các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn và hiểu nhầm. Trong gia đình, lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng, mệt mỏi. Bên cạnh đó, mặt kinh tế cũng bị ảnh hưởng. Cho nên việc nhập hàng hóa, sản xuất buôn bán, kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Việc nhập hàng giả, hàng nhái kém chất lượng sẽ bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý, tiền mất, tật mang. Đặc biệt, không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tốn tiền của sẽ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ đến quý vị về vận trình của các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Thầy Gia Cát khuyên các bác trong năm 2022 sẽ cần mang pháp khí bên mình, bát bảo, tâm kinh, bổ trợ thần mệnh. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên, địa, nhân, hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy, bát bảo, tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Đặc biệt là các bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ,
ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân. Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.